cựu thành viên SPTC, No Way, chính thức trở lại VZ. Mới đây, cựu thành viên SPTC, No Way cho biết anh sẽ trở lại đấu trường VZ trong màu áo Rainbow Warriors. Mình là No Way, trong khoảng thời gian từ lúc mình ngừng đánh đến hiện tại đã có rất nhiều biến cố và thay đổi. Ở lần quay trở lại đường đua VZ này, mình sẽ cố gắng hết sức để cháy cùng ngọn lửa eSports trong team. Nhìn lại lịch sử, No Way là một trong số ít xạ thủ Việt từng xuất ngoại thi đấu ở nước ngoài và còn giành chức vô địch Thái Lan mùa xuân 2017. Tại Việt Nam, anh cũng lên ngôi vô địch VZ trong màu áo gam cùng ngôi Á quân VZ mùa xuân 2019 với Evos. Đặc biệt, thành tích ấn tượng nhất của No Way là cùng gam giành vị trí top 9 đến 11 ở chung kết thế giới 2017. Đến 2021, anh gia nhập SPTC với vai trò dự bị, nhưng thực tế, anh chỉ ra sân thi đấu cho Gà Hồng 2 ván trong vai trò hỗ trợ khi đội thiếu người, còn phần lớn thời gian, anh hoạt động với tư cách streamer cho tổ chức. Trở lại với hiện tại, dù gia nhập Rainbow Warriors với vai trò AD Carry, tuy nhiên đã hơn 4 năm No Way chưa thi đấu ở vị trí này, nên nhiều fan cho rằng anh chỉ là tuyển thủ dự bị, còn vai trò chính là truyền đạt kinh nghiệm thay vì thi đấu chính thức. Về phần Rainbow Warriors, đội tuyển này được cho là một trong những cái tên đã đăng ký vòng thăng hạng. Vậy nên nếu muốn trở lại VZ, Rainbow Warriors sẽ phải vượt qua rất nhiều cái tên khác trong vòng loại khắc nghiệt này.